Thị trường bất động sản đã phải chứng kiến quá nhiều những thương vụ bán nhà trên giấy hoặc lừa người dân mua phải những dự án ma. Đó là việc chủ đầu tư cố tình bất chấp các quy định pháp luật để thực hiện huy động vốn hay còn gọi là bán lúa non. Còn người dân thì luôn có tâm lý mua sớm để được giá rẻ. Và thời gian gần đây, tại những điểm nóng bất động sản như Bình Dương thì điều đó lại liên tục diễn ra, bất chấp chính quyền địa phương này có nhiều cảnh báo. Đơn cử là việc chủ đầu tư Lê Phong và công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi cố tình bán hàng ngàn căn hộ tại dự án Emerald Goldview Bình Dương khi chưa được phép huy động vốn, dù Sở Xây dựng tỉnh này đã tuyết còi. Đây là lô đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận cho công ty Lê Phong làm chủ đầu tư để xây dựng nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương. Dù mới được cấp giấy phép xây dựng ngày 25 tháng 6 năm 2020, trên công trường hiện mới đang bắt đầu khoan cọc nhồi, tức là phải rất lâu mới có thể hoàn công móng, một yêu cầu bắt buộc khi huy động vốn nhà ở hình thành trong tương lai. Thế nhưng việc xây dựng cứ sai, việc bán cứ bán. Trong vay khách hàng cần mua dự án, ngay sau khi xem các căn hộ được vẽ ra với những viễn cảnh tương lai, thì tờ hợp đồng với đầy đủ những tiến độ thanh toán được nhân viên công ty này cung cấp được gọi là hợp đồng đặt cọc. Hiện tại mới thi công. Em cũng không rõ, nhưng em tạm thời là thấy chưa có xây lên. Hay là cọc mẹ? 1091 căn hộ. 1091 căn hộ. Dạ. Mà bây giờ chỉ còn 200 căn thôi. Không tới. Nhanh lắm anh, những người đầu tư như anh là họ nhanh lắm. Họ đã tìm hiểu thị trường trước rồi. Ngay khi khách hàng ngỏ ý muốn đi thăm dự án thì ngay lập tức nhân viên này từ chối. Em ở bên em là khách mà. Rồi vâng là khách, nhưng mà chưa có lệnh ở trên cho nên là mang thông cảm. Thế không được à? Xin lỗi, vâng mời. Điều đáng nói là trước đó việc chủ đầu tư dự án cố tình huy động vốn của người dân khiến Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phải công khai trên web của Sở khẳng định chủ đầu tư và đơn vị triển khai dự án The Emerald Goldview chưa được phép huy động vốn. Theo các luật sư, từ những dấu hiệu trên, chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng vào Điều 55 của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014. Cụ thể, ở trường hợp này, chủ đầu tư đã không có biên bản nghiệm thu phần móng và giấy phép bán hàng. Và cái dự án này thì chúng ta lại làm không đúng với quy định pháp luật đó. Và rất nhiều người thực hiện các cái giao dịch bằng cái hình thức là đặt cọc, rồi sau đó là tư vấn, để sau đó nó thì thu một cái khoản tiền rất là lớn mà nó chưa có cái hợp đồng mua bán. Thì tôi cho rằng những cái hành vi này vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đặc biệt là luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai và luật nhà ở. Do đó thì trách nhiệm ở đây đó là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, theo luật sư Hậu thì Điều 57 Nghị định số 139 năm 2017 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản. Chủ đầu tư chỉ bị xử phạt huy động vốn trái phép, số tiền rất nhỏ chưa đủ để răn đe. Bởi vậy mới có chuyện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cảnh báo. Cứ cảnh báo còn chủ đầu tư Lê Phong và công ty Danh Khôi vẫn như những con voi chui lọt lỗ kim, bất chấp các quy định pháp luật.